Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây bệnh cho phổi, tổn thương tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Hàng ngàn gia đình Việt Nam mỗi ngày đang phải gánh chịu nhiều bất hạnh do những tổn thương nghiêm trọng về sức khỏe và thiệt hại kinh tế do sử dụng thuốc lá. Để bảo vệ bạn và người thân, hãy nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng